Bà Phương Hằng nhận tin cực vui được giảm án và được ra tù ngay hôm nay. Hôm nay ngày 19 tháng 9, nguồn tin từ VOV cho biết bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam ở tỉnh Bình Dương đã được ra tù sớm hơn dự kiến. Trước đó, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án của bà Hằng và các đồng phạm. Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các bị cáo còn lại cũng nhận mức án tương tự. Bà Hằng đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước, Bình Dương. Dự kiến, bà sẽ chấp hành bản án đến ngày 24 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn vào hôm nay 19 tháng 9. Theo nguồn tin, nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, thủ tục đã hoàn tất và bà Hằng đã được thả tự do. Theo nội dung vụ án, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã sử dụng điện thoại di động, máy tính xách tay và máy quay phim đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý. Bà thực hiện nhiều buổi livestream, phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân. Bà Hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều người, trái quy định của pháp luật. Tòa bác kháng cáo của luật sư và bà Hàn Ni thông tin sai về bà Nguyễn Phương Hằng. Mới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo tuyên y án 2 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Sĩ, 67 tuổi, luật sư, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hồi tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt ông Sĩ 2 năm tù và bà Đặng Thị Hàn Ni, 47 tuổi, luật sư, nhà báo, bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên phạt 18 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Sau phán quyết trên, người phụ nữ này chấp nhận hình phạt và đã thi hành án xong hồi cuối tháng 8. Còn ông Sĩ kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt do bị cáo mắc bệnh. Tuy nhiên, theo tòa phúc thẩm, việc bị cáo mắc bệnh như trình bày không làm mất đi tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội do bị cáo đã thực hiện, nên không phải là căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự hoặc xem xét là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Theo hội đồng xét xử cấp phúc thẩm, ông Sĩ có tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên và cấp sơ thẩm đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo để xử phạt 2 năm tù bằng mức khởi điểm của khung hình phạt được áp dụng là phù hợp, tương xứng với tính chất. Theo bản án sơ thẩm, ông Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube LS Trần Văn Sĩ đăng 8 video có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Đại Nam. Đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, ngày 3 tháng 9 năm 2021, sử dụng tài khoản YouTube và Facebook nhà báo Hàn Ni để phát hình trực tuyến, livestream có tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?". Theo kết luận giám định, buổi livestream gồm 4 đoạn có phát ngôn mang nội dung thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của bà Hằng. Công ty Đại Nam của ông Dũng Lò Vôi và bà Phương Hằng ủng hộ 5 tỷ hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Mới đây, tại Bình Dương, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tại buổi lễ, nhiều tổ chức và cá nhân đã tham gia đóng góp với số tiền lớn. Công ty Cổ phần Đại Nam thuộc sở hữu của ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, đã ủng hộ 5 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Bên cạnh đó, Công đoàn tỉnh Bình Dương đã đóng góp 10 tỷ đồng, Tổng công ty Becamex IDC ủng hộ 5 tỷ đồng, Công ty Kim Oanh ủng hộ 3,2 tỷ đồng và Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ủng hộ 2 tỷ đồng. Tổng cộng, lễ phát động đã thu hút hơn 44 tỷ đồng từ các đơn vị cá nhân. Ban vận động cứu trợ tỉnh Bình Dương cho biết sẽ tiếp tục vận động và kêu gọi các đơn vị cá nhân ủng hộ thêm. Mọi thông tin về hoạt động ủng hộ sẽ được công khai minh bạch đến người dân. Trước đó vào ngày 13 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã công bố 117 trang sao kê từ quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ thông qua tài khoản Việt Con Banh của Ban vận động cứu trợ tỉnh. Trong vòng 3 ngày từ mùng 10 tháng 9 đến 12 tháng 9 đã có gần 1.500 giao dịch từ người dân và tổ chức. Tổng số tiền quyên góp hơn 2,5 tỷ đồng. Số tiền này sẽ tiếp tục được chuyển đến hỗ trợ các tỉnh miền Bắc chịu thiệt hại từ cơn bão.